kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí nông nghiệp và nông thôn của đài phát thanh và truyền hình ninh thuận cảm ơn hội nông dân tỉnh đã đồng hành cùng chương trình tạp chí nông nghiệp và nông thôn kỳ này có những nội dung chính sau đây phần tin nông nghiệp và nông thôn ông nguyễn văn quang làm giàu từ cây sầu riêng cuối chương trình là một tư vấn nhà nông trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin nông nghiệp và nông thôn thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu nhiều loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao phù hợp với thổ nhưỡng được các địa phương trong tỉnh ưu tiên đưa vào sản xuất nhờ đó tỉnh Anh Thuận đã hình thành nhiều vùng chuyên canh cánh đồng lớn và các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm Đến nay, tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng được 31 cánh đồng lớn trồng lúa, nho, mang tây, hành tím, bắp giống với tổng diện tích trên 4.242 ha, đồng thời thực hiện 57 liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, trong đó có 43 liên kết thông qua hợp tác xã và 14 liên kết do doanh nghiệp liên kết trực tiếp với nông dân với tổng diện tích 14.267 ha. Qua đánh giá, việc tham gia vào chuỗi liên kết đã giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm với giá cả ổn định, giá trị thu được cũng cao hơn từ 15 đến 20% so với sản xuất truyền thống và hạn chế được tình trạng được mùa mất giá. Nhằm phát triển ngành chăn nuôi theo hướng an toàn hiệu quả, ngành nông nghiệp Ninh Thuận đang khuyến khích chăn nuôi dê cừu theo chuỗi giá trị với mục tiêu đến năm 2025, đàn dê đạt 130.000 con, sản lượng thịt dê tăng 3,5% mỗi năm, đàn cừu đạt 150.000 con, sản lượng thịt cừu tăng từ 4 đến 5% mỗi năm. Để tạo được chủ giá trị trong chăn nuôi dê cừu, hiện tỉnh Ninh Thuận đang đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển chăn nuôi và chế biến thịt dê cừu, tập trung phát triển nhãn hiệu chứng nhận dê Ninh Thuận và thương hiệu cừu Ninh Thuận, tổ chức lại sản xuất theo tổ nhóm nuôi dê cừu gắn chặt với cơ sở giết mổ để tạo nên chủ giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cây điều được trồng tập trung chủ yếu ở các huyện Bắc Ái, Thuận Bắc, Ninh Sơn, Thuận Nam với diện tích hơn 4.700 hecta trong đó diện tích cho thu hoạch gần 3.500 hectare, năng suất bình quân đạt 3,6 tạ mỗi hectare một năm. Để nâng giá trị của cây điều, tỉnh Ninh Thuận đã ban hành những cơ chế ưu đãi, khuyến khích thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển sản xuất và chế biến sản phẩm điều. trong đó ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu và ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm gắn với đào tạo kỹ thuật cho nông dân trong quá trình sản xuất ngoài ra ngành nông nghiệp và các địa phương đang tích cực tuyên truyền hướng dẫn nông dân cải tạo lại vườn điều bằng giống mới và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến sâu hạt điều gắn kết chặt chẽ giữa nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Với gần 1.000 hecta táo và cho sản lượng thu hoạch hàng năm đạt khoảng 40.000 tấn, hiện nay táo đang trở thành cây trồng chủ lực của nhiều địa phương trong tỉnh. Hiện tại, giá táo thu mua tại vườn dao động từ 15-25.000 đến đồng một kg, tăng gấp đôi so với những năm trước, nên người trồng táo rất vui mừng. Để nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây táo, ngành nông nghiệp Ninh Thuận đang đẩy mạnh việc chuyển giao, nhân rộng các giống táo mới có năng suất cao, chất lượng tốt, canh tác theo tiêu chuẩn việt gáp, bao lưới. Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp như cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể Táo Ninh Thuận, dán tem điện tử truy xuất nguồn gốc, đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ quả táo, phát triển tour du lịch tham quan vườn táo kết hợp tăng cường quảng bá mở rộng thị trường tiêu thụ, giúp sản phẩm Táo Ninh Thuận khẳng định thương hiệu trên thị trường cả nước tiến tới xuất khẩu. Hành tím vụ chính năm nay nông dân huyện Ninh Hải xuống giống gần 700 ha Nhờ thời tiết thuận lợi, năng suất hành tím đạt từ 11 đến 13 tấn mỗi hecta, cá biệt có hộ đạt từ 18 đến 19 tấn mỗi hecta. Hiện các sản phẩm từ hành tím như hành lá, hành củ đến hành giống đều hút hàng giá cao. Cụ thể, hành lá có giá từ 12 đến 15 000 đồng một kg, hành củ từ 35 đến 40 000 đồng một kg, hành giống từ 60 đến 65 000 đồng một kg. Với mức giá này, sau khi trừ chi phí, nông dân có lợi nhuận gần 200 triệu đồng mỗi hecta. Để nâng cao giá trị của sản phẩm hành tím, huyện Ninh Hải đang phối hợp với ngành chức năng tăng cường quảng bá, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Trồng bắp sinh khối cho hiệu quả kinh tế cao hơn trồng bắp đáy hạt. Đặc biệt thông qua sự liên kết, bắp sinh khối được doanh nghiệp bao tiêu cho nông dân. Vì vậy, trồng bắp sinh khối hiện đang làm mô hình được nhân rộng tại nhiều địa phương ở ba huyện Ninh Phước, Ninh Sơn và Bắc Ái. Sau hơn 15 năm trồng bắp lấy hạt, năm nay gia đình ông Nguyễn Đức Dũng ở thôn Bảo Vinh, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước quyết định trồng 6 xào bắp sinh khối giống LCH9 do Viện Nghiên cứu Ngô cung cấp thấy diện tích bắp sinh trưởng tốt và được doanh nghiệp cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm nên ông Dũng rất an tâm. Thu nhập bắp sinh khối là nó được 20 20 là trên 1 ha 5 triệu. Nhưng mà con cái bên sắp sinh khối là nó đỡ đường cái là mình thu hoạch là tránh nhờ mưa gió. À, còn cái bắp bên đây là nó còn cái thiên tai rồi cho nên nhờ bắp bên sinh khói hay hơn. Gia đình ông Dũng là một trong 120 nông hộ ở xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước tham gia mô hình trồng bắp sinh khối do Trung tâm khuyến nông tỉnh phối hợp với Viện Nghiên cứu Ngô triển khai. Tham gia mô hình, nông dân được hướng dẫn kỹ thuật và được cung cấp giống bắp. Thì hiện nay giai đoạn bắp khoảng trên 50 ngày, phát triển khá tốt. Đối với lại cái bắp sinh khối nó có một cái đặc tính khác so với lại bắp bắp, bắp, bắp lấy hạt đó là cái loại giống nó được lựa chọn một cách kỹ càng chặt chẽ hơn bên cạnh đó thì bắp xuyên cối thân nó to khỏe có bộ rễ trong kiền chống đũa ngã và thời gian sinh trưởng của bắp sinh cối thì là ngắn ngày khoảng tầm 85 đến 90 ngày về năng suất thì khoảng 45 đến 50 tấn cho một ha với giá thị trường hiện nay thì trừ chi phí thu nhập từ bắp sinh khối khoảng từ 25 đến 30 triệu đồng cao hơn bắp hạt khoảng từ 1,5 đến 2 lần để nông dân an tâm chuyển sang trồng bắp sinh khối trung tâm khuyến nông tỉnh đã phối hợp với các cơ sở doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ký kết bao tiêu sản phẩm với giá ổn định đồng thời ứng dụng cơ giới hóa trong canh tác và thu hoạch để giảm công lao động nâng cao thu nhập cho nông dân à, trung tâm khuyến nông sẽ chủ động là kết nối uh, các cái công ty mà thu mua để sản xuất cái bắp sinh khối thành thức ăn với lại các cái chủ trì liên kết là các hợp tác xã, tổ hợp tác cũng như các cái doanh nghiệp trong địa bàn của tỉnh Ninh Thuận để liên kết với bà con nông dân sản xuất hỗ trợ uh, về giống phân bón, quy hướng dẫn về quy trình sản xuất và tiến hành bao tiêu sản phẩm trọn gói để đảm bảo cho bà con và đưa cơ giới hóa vào trong sản xuất cũng như là trong thu hoạch để giảm đi cái chi phí đầu tư cũng như giảm đi công lao động nâng cao cái thu nhập cho bà con dân chúng tôi sẽ phối hợp cùng với lại các huyện thành phố để rà soát các cái vùng mà để phân từng giai đoạn để làm sao nhân rộng phát triển trong thời gian đến với diện tích quy mô càng nhiều càng tốt. cho hiệu quả kinh tế cao hơn trồng bắp lấy hạt, đặc biệt được doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ sản phẩm khi thu hoạch, phục vụ chế biến thức ăn gia súc. Vì vậy, đến nay, diện tích trồng bắp sinh khối đã nhân rộng được hơn 200 hecta tại các huyện Ninh Phước, Ninh Sơn và Bắc Ái. Hiện Trung tâm Khuyến Nông tỉnh đang xúc tiến chương trình ký kế kết hợp đồng giữa công ty cổ phần sữa Đà Lạt với các hợp tác xã và hộ nông dân trong tỉnh để hướng đến mục tiêu phát triển từ 700 đến 1.000 hecta bắp sinh khối trên địa bàn qua đó nâng cao thu nhập cho nông dân, góp phần giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí thu nhập, một trong những tiêu chí khó nhất trong bộ 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Chịu khó học hỏi, dám nghĩ, dám làm. Đến nay, gia đình ông Nguyễn Văn Quang ở thôn Bạc Rây, xã Phước Bình, huyện Bắc Ái đã trồng được 17 hecta sầu riêng và có thu nhập hơn 2 tỷ đồng mỗi vụ. Mô hình trồng sầu riêng của gia đình ông Nguyễn Văn Quang đang thu hút nhiều hộ đồng bào sắc lai ở Phước Bình làm theo. Có 17 hecta đất dốc. Năm 2017, ông Nguyễn Văn Quang ở thôn Bạc Rây, xã Phước Bình, huyện Bắc Ái, đã quyết định trồng hơn 3.500 cây sầu riêng. Sau 5 năm chăm sóc, đến nay, 12 trên 17 hecta sầu riêng của gia đình ông Quang đã cho thu hoạch năng suất bình quân một tạ mỗi cây. Với giá sầu riêng trên thị trường hiện dao động ở mức 80.000 đồng một kg, đã cho gia đình ông Quang thu nhập hơn 2 tỷ đồng mỗi vụ. trước đây thì cái vườn này là trồng cà phê nhưng mà cà phê nó không có giá thử phá cà phê này là bốn năm rưỡi mới trồng sầu riêng đây năm nay là thu đồng mùa cái chiến đó bây ừ. giờ quân bình là cứ cây cũng được tạ hiện tại giá thị trường là một ký xuất khẩu là 80 chục ngàn nếu mà tính ra lợi nhuận thì trong vốn của nó là 15 ngàn đó, một ký 15 ngàn, thì còn như là lợi nhuận đó. Làm theo mô hình trồng sầu riêng trên đất dốc của gia đình ông Quang, đến đây gia đình chị Pi Năng Thị Bảo ở thôn Bạc Rây đã có 150 cây sầu riêng, trong đó gần 100 cây đã cho thu hoạch, giúp gia đình chị có thu nhập hơn 60 triệu đồng mỗi năm. Từ một hộ nghèo, giờ đây gia đình chị Bảo đã thoát nghèo bền vững. trồng cây bắp thì không có năng suất đầu tư thì cũng nhiều thu hoạch thì cũng âm tiền dễ mình quyết định hai vợ chồng bằng bạc lại là chuyển sang mình trồng cái cây sầu riêng này tại vì có giá trị kinh tế cao á Ngoài 17 hecta cây sầu riêng, gia đình ông Quang còn trồng 3 hecta bưởi da xanh, đem lại thu nhập cho gia đình 300 triệu đồng mỗi năm và giải quyết việc làm cho 15 lao động với mức lương từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi người một tháng. có cỏ thôi, có gì đâu. có cỏ đúng giờ mình về. Ngày, ngày hôm rưỡi làm. Ngủ việc làm thì mình làm việc đây, người ta kêu làm mình làm nhé. Chú ba làm con người là rất là cần cù rồi học hỏi chịu khó học hỏi ngoài cái vấn đề về à, suốt ngày ở gắn ở cái vườn cây ăn trái ra thì chú cũng học hỏi rồi các cái trung tâm khuyến nông rồi đi bồi dưỡng tập huấn ở các cái lớp rồi lên mạng rồi chú nghiên cứu quyết tâm vươn lên làm giàu đến nay gia đình ông Nguyễn Văn Quang đã có vườn cây ăn trái gần 20 hecta và trở thành hộ nông dân sản xuất giỏi ở địa phương Cây mì được trồng nhiều ở huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, Thủ Bắc. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, bệnh khảm lá bùng phát và gây hại cây mì làm ảnh hưởng lớn đến năng suất gây thiệt hại cho nông dân. Đây là loại bệnh nguy hiểm và có khả năng lây lan rất nhanh nếu không được phòng trừ triệt để. Nhằm giúp bà con phòng trừ bệnh khảm lá trên cây mì hiệu quả, một tư vấn nhà nông sẽ hướng dẫn một số biện pháp sau. Bệnh khảm lá trên cây mì do virus Sri Lanka gây ra bệnh gây hại tại hầu hết vùng trồng khoai mì trên địa bàn tỉnh. Môi giới truyền bệnh, virus lan truyền qua bọ phấn trắng. Bọ phấn trắng chích hút trên cây mì bị bệnh sẽ hút cả virus vào cơ thể. Vì vậy, khi bọ phấn trắng chính hút trên cây khỏe sẽ truyền virus sang làm cây bị bệnh. Triệu chứng đặc trưng, khảm vàng loang lỗ trên lá, mức độ hại nhẹ là không bị biến dạng hoặc biến dạng nhẹ. Mức độ hại nặng làm cho lá sắn, xoăn, cong queo, nhăn nhúm. Lưu ý, hôm giống lấy từ cây bị bệnh khi mọc mầm sẽ biểu hiện bệnh ngay và không cho thu hoạch. Khi cây mì còn non bị nhiễm bệnh cũng không cho thu hoạch. Cây mì đã lớn mới nhiễm bệnh thì làm năng suất chất lượng giảm. Biện pháp phòng trừ, không vận chuyển thân lá mì ra khỏi nơi nhiễm bệnh, không trồng các giống nhiễm bệnh, thường xuyên tham đồng kiểm tra mức độ và giai đoạn sinh trưởng của bệnh để áp dụng biện pháp phòng trừ phù hợp. Các ruộng có khả năng thu hoạch thì thu hoạch ngay và đem thân lá đi tiêu hủy để tránh lây lan. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí nông nghiệp và nông thôn kỳ này tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.